Chúng tôi xin thông tin về tình hình cơn bão số 6, hay còn gọi là bão Nesat, đã tiếp tục mạnh lên trên Biển Đông. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 là khoảng 103-133 km h giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam với sức gió tốc độ là khoảng 15-20 km h Dự báo đến 7 giờ sáng mai 18 tháng 10 thì bão sẽ còn cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 330 km về phía Đông Bắc và tiếp tục đi về phía Tây-Tây Nam mỗi giờ đi được từ 10 tới 15 km và có khả năng mạnh thêm. Lúc này thì xuất gió dùng gần tâm bão mạnh cấp 12 và cấp 14. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm ngày mai 18 tháng 10, dùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả dùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 9-10, dùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Và sau thời điểm này, bão bắt đầu giảm cấp Đến sáng ngày 19 tháng 10, khi tâm bão còn cách quần đảo Hoàng Sa 190 km, thì cường độ duy trì cấp 11-12 và cấp 14. Sau đó, thì bão đổi hướng đi liên tục theo hướng Tây và Tây Tây Bắc, khả năng suy yếu dần. Và đến rạng sáng ngày 21 tháng 10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.